Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay tiếp tục mình lại review cho anh em một số cái dòng xe tại cửa hàng của anh Dương Motor anh em nhé. Đấy, thì cửa hàng Dương Motor thì chắc anh em rất nhiều anh em chơi xe đã biết về cửa hàng Dương Motor rồi ha. Dương Motor thì chuyên mua bán, trao đổi tất cả dòng xe từ phân khối nhỏ đến lớn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật mà cái dòng xe tại cửa hàng Dương Motor, xem là có những dòng xe nào có mặt tại cửa hàng và giá thế nào thì anh em để ý kỹ giúp mình ha. Thì địa chỉ cửa hàng của Dương Motor thì nằm ở địa chỉ là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương anh em nhé. Đấy. Và số điện thoại cửa hàng là 0969821886. Đấy. Thì mình có game bên trên màn hình và dưới phần mô tả cho anh em luôn. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ vào cập nhật cho anh em giá tại cửa hàng của anh Dương Motor ha. Thì cửa hàng Dương Motor thì có hỗ trợ như là ship xe của Tổ quốc luôn. Anh em nào mà cần xe gì thì cứ liên hệ Dương ha. Đấy, thì hôm nay thì đồng hành mình thì có bạn Huy sẽ hỗ trợ mình báo giá trong hôm nay ha. Đấy, còn anh em mà đang xem video thì cho mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông và chia sẻ cho mình ha. Rồi thì đây là bạn Huy ha. Rồi, xin chào bạn Huy. Ok anh em. Rồi, ok. Con này trước đi, mấy con này rồi. Nhà đi. Ok. Rồi. Z3. Z3 anh em này. Ừ. Con này mới về 2016. Đời 2016. Mấy con mà đời sâu sâu bây giờ khách toàn quay đầu chứ bên cửa hàng cũng không bán mấy dòng bây giờ, toàn bán xe lướt không ạ. Như này 30 mấy ngàn. 36 ngàn. 36 ngàn. Cái này xả cho anh em 69 củ. 69 triệu anh em nhé. Chiếc này thì khách mua lần là quay đầu lại cửa hàng này. Đấy. 69 triệu. Đấy, lên cây bô AK. Rất lực nha. Đó, máy móc thì báo thì thầm luôn. Đấy, đi 36 ngàn. 69 triệu ha. Đó, ok. Bằng mấy xe 150. Rồi, đèo. Ok. Vào bên trong nhà ha. Đó. Trong nhà này thì anh em thấy là rất nhiều dòng xe này. Và mình sẽ đi bên này luôn đấy ha. Đàn bò này trước đi. Đó, rồi, ok. CB 650. CB 650 mấy ngày à? Đó. Đi 9 cây. 9 cây đây. Mà xìa đi 9 cây anh em ạ. Vừa mua về vợ chửi quá chạy luôn qua tiệm bán. Này để cho anh em 240 triệu. 240 triệu. Chiếc này thì xe mới về nên mà chưa có lên đồ chơi hết anh em nhé. Xe jean ha. Chưa kịp biển có biển luôn. Rồi tiếp theo luôn. Đấy. Này 29 ô đô 8 ngàn. Đi 8 ngàn. 29 nha. Con này thì có lên cái bộ AK với chống đổ. Đấy. Bé này chân gió. 215 triệu. 215 triệu ha. Rồi ok. Tiếp theo cũng là CBR 650 ra luôn. Đấy. Hai con này luôn, con này hai con đều mua được có 2 tháng rồi. Ừ. Cũng là xe mới luôn. Đúng rồi. Con này có cái đuôi CBR 1000 với bộ full. Hai con đều có bô full luôn. Bô full cổ. Full cổ ha. Đấy, bộ R3 full cổ luôn. 245 triệu full đồ chơi. 245 trừ 10 triệu. Rồi ok, hai con đồng giá luôn ha. Đúng rồi, đồng giá luôn. Ok. Con 1000 cây, con 3000 cây. Đó. Nói chung là xe thì siêu lướt luôn anh em ạ. Rồi, tiếp theo là CB 650. 650 ha. 2021 cũng 3000 cây luôn. Con này 239 triệu. 239 ha. Con này bô zin, thế là ba ga sau chống đổ thôi. Đó. Rồi ok. Rồi chiếc này cũng là CB650 luôn. Con này 29. Đồ chơi full luôn. 29. Đó. Để cho anh em 219 triệu luôn đi. Đó, 219 triệu nhé. Con này cũng biến thành phố luôn ha. Đó. Đi 17 ngàn. Đi 17 ngàn cây. Rồi ok. Tiếp theo cũng là Z8. Z8 215 không ABS 145 triệu. 145 triệu nhé. Lên một cái bô AK AKR1. Rồi ok. Rồi tiếp theo này là Z650. Z650 mẫu mới đấy. Đi 9 ngàn. Biển sổ 159 triệu. 159 triệu. Chiếc này thì có lên một số ốc titan rồi lên chống đổ, kính chắn gió, đèn trợ sáng ha. Đó. Mà ông trùng mấy cái rồi, ok. Nó không có cái gì nó đắt đỏ. Rồi. Rồi. Này CBR 250. CBR 250. Đấy, con này 218 ha. 218 15 ngàn cây, có lên một số đồ trợ lực, trợ lực olin, trợ lực phách nha, trợ lực phách ha, tay thắng tay côn, gương đồ chơi ha, chống đổ, biển thành phố luôn. Con này 109 ha, 109 triệu nhé, ô đô là 15 ngàn. Đấy. Rồi ok. Tiếp theo là đến Ninja 300. Đó. 15. 15 ha. Đi có 5.000 cây à? Đó. Đi có 5.000 cây ha. Đó. 25 mà đi 5.000 cây em nhé. Xó không. Trước vài chỗ mèo vào. Này để anh em 85 triệu. Xe zin từ đầu đôi ha. 85 triệu anh em nhé. Rồi, đi có 5.000 cây ha. Biển 49. Ở tiếp theo cũng là Ninja, con này bán chưa? Con nào mà không treo giá bán này, hai con này bán rồi. Con này bán rồi ha. Ok. R3 mẫu mới. R3, đó, R3 mẫu mới này anh em. Này thì ô lô 3.000 thôi, để anh em 109 triệu. Đó, 109 triệu nhưng mới đi 3.000 cây. Xe thì mình thấy là zin từ đầu đến đuôi á, chưa lên đồ chơi gì hết á. Đó, ok nha. Rồi ok. Đến MT 15 này. 219. Ừ. 219. Đồ chơi có mấy cái dây đỏ đỏ. Chống đổ đỉnh cửa sáng. Dây dầu chống đổ đỉnh cửa sáng này. Đấy. Này đi khoảng 10 ngàn á. Đi 10 ngàn. 57 triệu 500. 57 triệu 500. Đấy. Con này thì cắt đuôi sau ha. Rồi ok. Tiếp theo cũng là em R3. R3 216, con này biển 60 này. Con này đăng ký 29. Cái giá nó 29 này. À, phải lộn giá hả? Biển 68. 18 ngàn, giá 85 triệu. 85 triệu anh em nhé. Bô zin đuôi zin. Rồi tiếp theo đến dòng Z3 nữa này. Z3 217 xem mâm màu vàng đồng ha. Con này ô đô là 19 ngàn. Bô zin vui zin luôn. Lên chống đổ đèn chở sáng thôi. Đấy. Đây là zin rồi. Không, sao có zin, zin. Đồ tụi chơi hả? Đồ chơi hả? Zin khác. Con này 83 triệu 500 ha. 83 triệu 500 anh em nhé. Z3 khá là đẹp luôn. Cái này rất đẹp nhé. 217. Rồi. Tiếp theo cũng là em Z3 này bán rồi. Đó. CBR. CBR. 63 triệu 500. 63 triệu 500. Mấy con này là đăng ký 2021 hả? Đó. 2021 2022. 2021 2022 đồng giá luôn. 63 triệu 500 anh em nhé. Cái chiếc này thì zin. Đó. Hầu như là mấy chiếc này zin hết em nhé. Hai chiếc màu, hai chiếc màu đen nhám, một chiếc màu đỏ đen này, zin hết nhé. Đó, CBR mẫu mới này. Rồi ok. Ngoài này thì có Bell ha. Đó. Bell mẫu mới luôn á. Bell 500 ha. Đó, Bell 500. 2022. 2022 luôn ha. Cũng có lên con này thì mình thấy là có lên một số đồ chơi như là bô này. Đó. Ba ga sau nè, rồi có cái chống đổ trước nè, rồi ghi đông này có lên luôn, có lên ha, cái này nè, gùn nâng ghi đông, màu chân gió, màu chân gió nè, con này thì biển 60 2022 luôn nhá, 165 triệu, 165 em nhé, 165 triệu, đấy. Mẫu mới 2022 nhé. Rồi xe thì rất là nhiều luôn. Đây thì có MT 15 nữa này. Đó. 29 biển Sài Gòn đi 2.000 cây. Đó, đi 2.000 cây nhá, đến Sài Gòn, biển 59 đi 2.000 cây rồi. Em nào khẩu Sài Gòn về sang tên rẻ này, 62 triệu 500. 62 triệu 500. Chiếc này thì mình thấy cũng là xe zin luôn, từ đầu đuôi anh em nhé. Đó, ok. Ở đây có Su Bandit này, Su Bandit 150. Đó. Này đăng ký 2020. 2020 ha. 13.000 cây á. Rồi ok. Đó là 39 triệu 500 ha. Bạn này lên được cả ABS nè. Lên ABS thôi. Ừ, có lên á. Đây nè. Đấy, con này có lên ABS em nhé. Đấy. Thấy không? Lên ABS cũng một số tiền rồi. Đấy. 39 triệu 500 đã lên ABS sẵn cho anh em rồi. Đó, lên như ba ga sau này, đèn chiếu sáng này ha, kẹp điện thoại đấy. Nói chung là con này thì full đi tour cho anh em luôn ha. Có nâng ghi đông lên nữa này. 39 triệu 500 em nhé, biển 83. Rồi ha. Đó, Bandit. Đó. Rồi ok. Ở trên này thì còn một số con. Biết con nào? Cầu cao này. WR. WR 155 ha. WR. Con này ha. Cao dữ ta. Tháng 7 2022. Đó. 2022. 600 km. Mới đi 600 cây. Em ngồi thử cho xem. Kinh khủng. Ê. Mét 7 một con số này. Cao kinh khủng không? Hai đầu ngón chân mới tới nổi. Con này có lên thuộc hay lên bánh gì không ta? Nhìn thấy cao dữ ta. Nguyên bản luôn ha. 155 nhìn cao kinh khủng. Nói chung là từ mét 7 trở lên mới chạy được. Đó. Này 79 năm. 79 triệu 500. Đấy. Lên là mấy con ốc titan rồi. Ốc titan thôi. Nói chung là xe rất mới. Đi 6.000 cây. Đấy. 600. 600 cây. 600 cây. Tháng 7 2022 mới mua được 2 tháng à. Tháng 7 2022 nhá. Cái một xe như mới luôn anh em ạ. Rồi, ok. Ở đây có bên trong này có một số chiếc này. CB này bán rồi ha. Đó, còn MT15. MT15 con này biển 85 này. Đó. Biển 85 xe thì mình thấy cũng là xe zin luôn. Đi 4.000. Đấy, giá là 59 triệu 500. 59 triệu 500 nhá. Còn con trong này thì có lên cái chống đổ thôi, còn đâu là bô, vẫn là bô zin. Đấy. Đuôi zin luôn. Chiếc này thì đi 9.000, giá là 57 triệu 500 anh em nhé. Lần này có tặng gì không? Tặng nhất tặng nón luôn hả? Có, tặng nhất tặng nón. Đó, có tặng nhất tặng nón anh em nhé. Lần này vẫn có tặng nhất tặng nón luôn nha anh em nhé. Ông nào không có nón mới tặng nha. Ông nào có nón rồi không tặng đâu. Có nón khỏi tặng hả? Tặng cho đi về thôi. Còn con trên kệ này, con trên kệ, con trên nền này không bán hả? Có bán mà. Kawasaki W175. Đấy. Con biển cây. Thành phố luôn. Đi 7.000 cây ha. 49 triệu 500 biển Sài Gòn. 49 triệu 500. Đấy, biển thành phố, biển Sài Gòn nhá, 59 ha. Rồi ok. Ở bên dưới này thì dòng xe rất là nhiều luôn, nên anh em mà thích cái dòng xe nào thì cứ inbox trực tiếp ngay cửa hàng nhé. Đấy. Thì xe nhiều nên mà quay kỹ thì không quay kỹ được, nên hôm nay chỉ báo giá lướt qua cho anh em tham khảo ha. Toàn xe lướt rồi hả? Xe lướt. Máy móc 100% là zin hết. Rồi, không bán xe làm máy. Rồi. Mua bán có bảo hành nên cho anh em chơi thoải mái. Royal Enfield, con này thì Classic 500 ha. Đó. 28, biển 61. Biển 61. Con này nó chơi của chống đổ ác chiến. Chống đổ hả? Cái cản giống như mấy cái xe ba gác lôi. Chủ xe người Ấn Độ luôn, xe sản xuất Ấn Độ luôn. Con này để anh em 85 triệu. 85 triệu em nhé. Ghi đông này cũng ghi đông đồ chơi nữa ha. Đúng rồi, ghi đông nhập từ bên Ấn Độ luôn. Nhưng là cái ghi đông này thì nó làm cao hơn, đẹp hơn đó. Tầm hộ. Rồi ok. Classic. Ở trong này thì có MT03. MT03 có hai chiếc. Đó. Chiếc ngoài này biển thành phố nè ha, biển 59. Đấy, 2017. Ha. Này quá đẹp rồi, có 5.000 cây. 87 triệu 500. 87 triệu nha, đi 5.000 cây. À, có lên chống đổ với đèn chợ sáng thôi. Bô zin đuôi zin luôn. Đó. Ở còn trong này thì có con biển 79 này, 218. Đấy. Này rẻ hơn gần chục triệu, 75 triệu. 75 triệu anh em nhé. Đó. Hơn chục triệu đấy. Thì chiếc này thì mình thấy cũng là bô, vẫn là bô zin đuôi zin này. Đó. Tay thắng tay côn đồ chơi này. Đó, MT 03. Còn chiếc bên trong này NC 700 700S. Đó. Đó. Con này biển 69 nhé, biển 69 của Honda NC 700S 69. 25.000 cây. Đó. Con này là 155 triệu ha. 155 triệu anh em nhé. Đó. Xe này ít người biết đó. Ừ. Ở nhà hơi lâu đó. Em nào ưng dòng này giá lạ bán nha. Em nằm đây hơi lâu đó. Đúng rồi. Em nào thích trả giá thì gọi điện giá lạ bán. Ừ. Đó. Đây một chiếc nữa là chiếc Royal Enfield. Con này là Bullet 500 ha. Đó. Cũng có lên một cái khung chống đổ. 4.000 cây biển Sài Gòn, con này 89 năm. À, biển Sài Gòn luôn ha, 89 triệu 500. Rồi ok, xe còn rất là đẹp nhá, xe mới lắm. Rồi. À, còn bên trong này thì có rồng của Beton 500. Đấy. Con này 2022, 2.000 cây. 2022. Biển Bình Dương. 145 triệu ha. 145 triệu. Dòng này nó thiết kế cũng rất là đẹp anh em nhé. Đó. Rồi, ok. Rồi, đây có KTM Đúp 390 ha. 390 ha. Đó, lên cây bô AK. Đó. 219 nhá, Đúp 390 219 biển 17. Con này thì đi 20.000, giá là 115 triệu anh em nhé, 115 triệu. 390 ha. Rồi, còn bên trong này thì có con CB này bán rồi ha. Rồi, ok. Mấy xe nào không treo giá là bán hết. Ừ. Ninja này cũng bán rồi ha. Đúng rồi. Này, ok. Thách cọc. Thách cọc à? Ok. Chơi gì ạ? Rồi trong này Z Z1000. Con này 22 22 à? À, biển 94 này. Có lên ốp lốc máy nhé, trợ lực. Trợ lực tay lái. Chiếc này thì 17.000 17.000 cây. 159 triệu nhé, 159 triệu. Đó. Xìa thì bô zin đuôi zin luôn ha. Rồi ok. Đây có Kawasaki Vulcan 650S. Đó. Có chiếc này biển 68 này, biển 68 đi 13.000. Con này thì giá là 159 triệu. Có lên khung chống đổ này, với lại cái ba ga sau ha. Đó. Con bên cạnh bán rồi nha. Con này bán rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, con này cũng bán luôn rồi. Đó. Rồi ok. Tiếp theo nữa là một em CB. Này CB 300. Đó, CB 300 biển 61. Đi 2.000 cây. Đi 2.000. Có bô Roshimura mới, khá mới luôn. À. Con này đi 2.000. Giá là 97 triệu 500 anh em nhé, 97 triệu 500. Em CB 300. Đấy. Ok. Rồi, còn mấy chiếc trên này nữa ha. Đây là MT 09 ha, MT 09 đấy. Đầu đèn khá là có cái bô 2020 luôn, MT09, những đầu đèn rất là ngầu anh em. Có mỗi cái bô rồi, có mỗi cái bô thôi, tận mấy chục. Đi 9.000 cây đã là 288 triệu. Đó. 288 triệu đi 9.000 cây anh em nhé. Đó, thì 9.000 cây. À. Đúng rồi. Đó, rất đẹp luôn. MT09. Đó. À, thiết kế đồng hồ nhỏ nha. Đó. Thiết bị này em. Ngọn nó còn mở đi. Ừ. Nhìn thiết kế kiểu khác khác. Đó. Rồi ok, đây thì có CBR 600RR. Đấy. Bên tem ha. 209. Chơi. 209 em nhé. Đó, biển thành phố luôn. Nhìn đâu đấy đồ chơi. À. Mà toàn đồ đắt kìa. Bộ full titan luôn ha. Đó. Cột ố lên, full titan. Đấy. Heo trước luôn. Heo Rumble. Heo. À, đĩa Thắng này không, đĩa đồ chơi ha. À. Con này không có gì zin á. À, cái đĩa nhìn nó lạ ta, nhìn nó quất. Còn cục máy với khung sườn. Hết. Ngoài ra là đổ hết rồi đó. Đổ hết. À, dàn chân. Đó. Không, dàn chân này không bao tiền mà. Cục ha. Đấy. Tay Thắng, tay côn 1 triệu không. Đấy. Rồi ok, rồi con này 279 triệu ha. Đúng rồi. 279 triệu anh em nhé. À, lên full đồ chơi luôn. Đấy. Rồi ok, còn chiếc bên trong này cũng là một em gì Bell 500. Đấy. Bell 500 thì con này mình thấy cũng lên nhiều đồ chơi đấy anh em ạ. Đấy. Kiến chắn gió này, rồi bảo vệ tay Thắng, tay côn này, rồi đèn chở sáng này, không chống đổ này, ba ga sau này. Đó. Đúng là nhìn đâu ta. Hết, chắc hết rồi. Hết rồi. Còn để sẵn ra khung sau để cho anh em mua thùng để gắn, nhưng mà không có thùng đâu. Đấy là có khung mà chưa có thùng anh em nhé. Anh em nào mà thích đi tour thì về mình gắn thùng lên là đi tour thoải mái đó. Đó. Con này đi 8.000 cây, 8.000 cây, biển thành phố, đời 2019. Con này là 155 triệu hay 155 triệu anh em nhé. À, rồi đây còn con cái bên này, con này thì cũng Bell 500 luôn. Đấy. Xe zin ở trong nó như này nè. À, đấy, đây là xe zin anh em nhé. Bell 500 là xe zin, con này cái bên là xe zin này. Đấy. Bên là mỗi cái chó đèn thôi. À, chó đèn. Cái ba ga sau ha. Con này 147 triệu. À, 147 triệu anh em nhé. Đấy. Đó. Đó là một số con xe tại cửa hàng của anh Dương Motor. Thì anh em quan tâm tới cái dòng xe nào thì cứ liên hệ anh book trực tiếp cho anh Dương theo số điện thoại mình có ghim trên màn hình luôn này ha. Và cửa hàng thì vẫn có ship xe ở miền Tổ quốc này. Đấy. Có hỗ trợ trao đổi xe, nếu anh em màu luôn trên CC thì cứ inbox cho cửa hàng nhé. Đấy. Hoặc anh em ở gần Dĩ An, Bình Dương, thành phố thì có thể là chạy tới trực tiếp đi cửa hàng để xem xe. Thì cửa hàng thì hầu như là phần lớn là mình thấy là phần khối lớn là nhiều, phần khối nhỏ ít lắm. Đó. Hầu như là toàn xe lướt. Đó. Ở đây thì hầu như máy móc toàn xe zin hết Huy. Đó, bao zin hết anh em nhé. À, bao zin hết này. Đó. Anh em cứ rất thoải mái nhé. Đó. Nhưng bao quay đầu xe cho anh em luôn. Anh em chơi chán có thể là quay lại đầu lại cửa hàng nhé. Rồi thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review báo giá cho anh em các dòng xe khác ha. Đó. Rồi thì anh em mà có thắc mắc gì về cái dòng xe khác như báo giá dòng xe nào thì có thể là comment bên dưới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.